sẻ với bạn cái việc kinh doanh ngày Tết. Mấy cái này là những ngày rất là gần Tết. Thì vừa rồi mình chia sẻ một loạt những cái bài kinh doanh ngày Tết, và rất là nhiều bạn xem trên Facebook của mình cũng vậy, có những bạn nhắn tin cho mình vậy em chọn kinh doanh gì. Rất là biết rằng là Tết là cơ hội để kiếm tiền, mà luôn hỏi là em kinh doanh gì, em không biết chọn lĩnh vực gì. Có bạn thì gửi email, có bạn thì comment trên cái đoạn YouTube mình chia sẻ, nói là em muốn kinh doanh Tết mà em biết Tết kinh doanh gì. Thì sáng hôm nay mình có viết một bài để hướng dẫn các bạn, để các bạn rõ hơn. Mình vừa đọc cái bài này, cái bài mình chia sẻ trên trang web của mình, trang Facebook của mình. Mình vừa đọc cái bài này đưa lên YouTube để cho mọi người cùng thấy được, cũng như mình phân tích rõ hơn. Mình vừa đọc mình phân tích để các bạn nắm rõ hơn. Thứ nhất là các bạn biết là kinh doanh ngày Tết thì nó có nhiều cơ hội nhiều, và cái này là cái cơ hội dành cho giới văn phòng. Giới văn phòng muốn kiếm thêm bởi vì các bạn có sẵn cái mối quan hệ rồi, hoặc là những cái người mà ở nhà không biết làm gì thì đây là cơ hội chúng ta làm thêm, hoặc là những bạn mới ra khởi nghiệp. Còn cái dân kinh doanh chuyên nghiệp thì họ chuẩn bị ngày Tết chu đáo lắm rồi, họ chuẩn bị cho việc kinh doanh Tết từ lâu rồi, chu đáo lắm rồi. Vậy thì chúng ta chọn kinh doanh gì? Chọn kinh doanh gì phong phú lắm. Cái bài này nó khá dài, cái chủ đề này nó rất là khá dài. Tuy nhiên cái đoạn video này mình chỉ nói tập trung về thực phẩm, tập trung cho cái miệng thôi, tập trung cho cái miệng thôi. Còn tiếp theo thì mình sẽ nói về những cái chủ đề khác nữa. Vậy thì đồ ăn thức uống phục vụ cho ngày Tết truyền thống ở ta thì những ngày Tết nó liên quan tới cúng dỗ nè, lễ nghĩa nè, tất niên nè, trong 3 ngày Tết, rồi trước đó mấy ngày nữa, rồi sau đó mấy ngày nữa, nên nó kéo dài tới mười mấy ngày. Nên cái dịp này là ai cũng nghỉ xã hội hết, không có đi làm, rồi gặp gỡ ông bà, gặp gỡ anh chị em, bà con, nên nó rất là đông, nên cái nhu cầu cho cái thực phẩm nó lớn lắm. Tại vì chúng ta phải mua, chúng ta trữ trong 10 ngày đến mười mấy ngày để cho dành cho việc ăn uống thôi, nên nhu cầu thực phẩm rất là lớn. Vì vậy nếu mà bạn thấy bạn thích cái mảng thực phẩm này á, thì bạn nên chọn cái mảng thực phẩm này. Thứ nhất là đồ ăn truyền thống thì nó gồm có bánh chưng, bánh tét, giò, chả, nem, củ kiệu, dưa muối, thịt kho, thịt tàu, thịt lụi, dưa món, thịt nguội, .. Các bạn thấy còn là trứng vịt, trứng muối, nhiều lắm. Để đi liền với việc chọn những món thì nó sản xuất ra rất là nhiều nguyên liệu như là gạo nếp, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, lá chuối, thịt heo, gia vị, lá dong, củ hành, củ tỏi, đu đủ, cà rốt, hành tím, hành tây, hột vịt tươi, hột vịt muối bò, rất nhiều thứ gia vị rồi nữa để phục vụ cho cái miệng này. Nên ngày Tết bạn không thể thiếu những cái câu đối mà làm ở là thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh chân xanh. Bây giờ thì hết pháo rồi, hồi kia mình nhớ cái thời còn nhỏ pháo gần Tết pháo nổ quá trời, và các bạn thấy là pháo nó làm cho hồi đó cái không khí Tết nó hay lắm, cứ gần tới là pháo nó nổ. Ok, bây giờ thì hết pháo mất tiêu, cũng tiếc ghê. Phải chi nhà nước không cho đốt pháo đại tràng, mà nhà nước cũng tập hợp những cái trung tâm để do nhà nước quản lý để đốt pháo, để nó thưởng thức cái không khí ngày Tết nó hay. Mong sao sắp tới có được hình thành lên những cái trung tâm, cái chỗ đó là nhà nước đốt thôi, không cần cho người dân đốt mà nhà nước đốt thôi thì nó vẫn hay. Các bạn vô ra này, cái điều đó nó vẫn là hay, bởi vì cái không khí ngày xuân nó tuyệt vời lắm các bạn ơi. Trước khi mình chia sẻ tiếp thì các bạn phải mở nhạc nghe cái không khí ngày xuân, dù sao nó vẫn rất là ý nghĩa hơn nhiều, đúng không?
xuân đã về. Xuân xuân ơi xuân đã về. Xuân xuân ơi xuân đã về. Xuân xuân ơi xuân đến rồi. Cánh em nghe xuân xoa. Ok. Cái đó là cái không khí ngày Tết. Chưa hết, ngày Tết chúng ta còn có mọi người thích ăn thịt gà các bạn. Thịt gà luộc lá chanh. Cái món này cũng không thể thiếu trong Tết, vì anh em cùng nhau xông vầy luộc một con gà lên, cùng nhau xé gà luộc, trời ơi nó ngon không thể tưởng. Và có một bạn các bạn, Tết năm vừa rồi bạn có người quen ở trên Tây Nguyên á, bạn cũng làm thêm thôi. Và mấy ngày gần tới thôi, bạn bán 120 con gà. Gà đặc biệt từ Tây Nguyên gửi xuống. Chứ chúng ta gà công nghiệp thì người ta không thích. Mấy ngày Tết người ta gửi xuống Sài Gòn á, người Sài Gòn này mua. Bạn thử thôi, bạn nghe mình chia sẻ mấy bài về kinh doanh Tết, bạn thử gà thôi. Và trong mấy ngày thôi, bạn bán 120 con gà. Bạn thấy nó rất là tuyệt vời, cũng có được một khoản tiền, chúng ta tiêu Tết rất là thoải mái. Các bạn thấy không ạ? Vậy thì tùy theo mỗi địa phương quê hương sinh sống mà chúng ta cần có cho mình những cái món kinh doanh Tết cho nó phù hợp về cái món ăn còn phong phú lắm. Hoặc là có thể là bạn kinh doanh bánh kẹo, những món không thể thiếu cho tiếp khách và trò chuyện trong gia đình nhân dịp Tết, đó là bánh kẹo, các loại mứt, mứt dừa, mứt me, mứt chùm ruột, mứt tắc, mứt gừng, mứt khoai, chấm nhâm cháo chấm, bạn có thể chọn một cái loại mứt nào đó. Còn nhiều loại mứt nữa, Việt Nam chúng ta phong phú, mà nói hồi thì nói thực phẩm của Việt Nam ta quá phong phú, quá tuyệt vời. Các loại bánh kẹo truyền thống như bánh tổ, bánh in, bánh su sê Huế, bánh ú nhân thịt, bánh ít lá gai, mình nói với các bạn ngày nào, cái đợt nào về Tết mình cũng thích bánh ít lá gai hết. Và mình luôn nói bà mẹ mình chuẩn bị bánh ít lá gai cho mình mang vào Sài Gòn, thích bánh ít lá gai lắm. Và ngày Tết là cứ đặt hàng cho họ, họ làm. Năm nay là khoảng gần Tết là mình về, mình thì mình về Tết đúng ngày mùng 1 Tết thôi, sáng mùng 1 cả gia đình mình ra sân bay Tân Sơn Nhất. Lên máy bay, bay chuyến sớm nhất đi về Cam Ranh, quê mình ở Cam Ranh, đáp xuống máy bay, nhà mình cũng ở cách Cam Ranh mấy cây số. Sau đó bắt xe chạy về nhà ăn sáng cùng gia đình khoảng 7 đến 8 giờ sáng, ăn sáng cùng gia đình lớn ba mẹ của mình tại quê. Sau đó cả một ngày các bạn ạ, cả một ngày đó mình đi thăm bà con, ông bà, thăm mồ mả quê hương yêu dấu của mình mà. Sau đó tối khoảng 8-9 giờ tối mình ăn bữa tiệc tối chung với gia đình tối 11 á, ăn chung hết anh em bà con rồi hết. Thì khoảng 9 giờ 10 giờ tối mình rời nhà ba mẹ, mình ra sân bay và mình bay cái chuyến bay trễ nhất thì khoảng 11-12 giờ đêm của tối 11 là mình có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hình dung chưa? Để mình lo những cái việc khác nữa. Còn vào ở trong này nữa, mình tết năm nào mình cũng rất là đơn giản. Tết năm nay thì đặc biệt hơn, cũng y như vậy. Ngày mùng 2 mình thăm những anh chị em, những người ở Sài Gòn này. Và tối mùng 3 thì cả gia đình mình đi cái chuyến bay đi Dubai. Tết năm nay thì gia đình mình sẽ có một cái Tết tại Dubai. Thì khoảng mùng 8 Tết, từ tối 3 đi thì khoảng 8 Tết mình quay lại thành phố Hồ Chí Minh và chuẩn bị cho một cái hành trình của một năm mới, năm 2018. Còn bạn thì sao? Ok à? Nếu mà để có được cái khoảng Tết này thì bạn cần phải kinh doanh. Vừa rồi mà nói các bạn thấy có rất là nhiều kẹo nhiều, bánh kẹo mứt nhiều lắm. Ở Việt Nam chúng ta rất là tuyệt vời. Bánh kẹo truyền thống như bánh tổ, bánh đường vừa rồi mình nói đó, bánh su sê Huế, rồi kẹo lạc vừng, kẹo kiwi, kẹo đậu phộng, kẹo dẻo vị chanh, kẹo me, kẹo dứa dẻo. Ồ, nhiều loại kẹo, rất là nhiều loại kẹo. Và những món chúng ta uống với trà nóng như trà gừng, trà atiso, và nhâm nhi với kẹo thì các bạn thấy ngon tuyệt. Vậy các bạn thấy nó phong phú không? Rất là phong phú. Vậy bạn chọn cái gì để bạn kinh doanh này? Cái đó là cái mà bạn cần phải suy nghĩ. Hoặc là cái món đặc sản vùng miền, quê mà lâu ngày gặp nhau mà, nên là cái đặc sản vùng miền ai cũng thích hết á. Mình thì mình cũng rất thích là đặc sản vùng miền. Tết năm nào về cũng vậy á. Ngay ngày mùng 1 Tết á, mình cũng tranh thủ bạn mà rất là tuyệt vời, mình rất là cảm ơn những người đó, nên mắc một chút xíu cũng sẵn sàng mua ốc hút các bạn. Còn ốc
ốc hút á, hoặc là lễ. Thì Tết năm vừa rồi mình về và 2 giờ chiều mình chạy xuống cái khu của mình, là gọi là cái khu số 9, nó có những cái cô bán ốc đó. Và còn ốc mà mình mua về và cả nhà cùng ăn, ồ nó tuyệt vời. Lâu ngày ra hưởng những cái hương vị này tuyệt vời, không thể tưởng các bạn ơi, vô cùng tuyệt vời. Thì mình cũng mong muốn các bạn rằng là tìm những cái món đặc sản của vùng quê. Thì thực sự ốc hút là nơi mình có thôi, ok chưa? Rồi những cái chai mắm ngon đó, các anh đặc sản có, các anh có, ok chưa? Thì bạn cũng nên tìm những món đặc sản của vùng quê để bạn kinh doanh trong ngày Tết này, người ta sẵn sàng bỏ tiền ra mua, miễn là cái sản phẩm của bạn nó tốt, nó ngon. Như món chả rươi ở Hải Dương, hay món thịt lợn, thịt trâu, thịt bò gác bếp ở các vùng Tây Bắc, các bạn hiểu chưa? Phải nói đây là những món thực phẩm mà phái Mạnh nó rất là thích có trong nhà để nhâm nhi cùng với anh em bạn bè ngày Tết, các bạn thấy chưa? Hoặc là các món bánh tét như bánh tét Cẩm Cần Thơ, bánh tét bánh chưng mà có cái món nếp cẩm đó, nó ngon lắm. Nhà ai thì cũng có sẵn cái món đó, nhưng mà cái nếp Cẩm Cần Thơ nó hay lắm các bạn, cái màu nó vừa đẹp nữa và ăn nó cũng có thú vị. Năm vừa rồi mình cũng có một cái cây bánh tét nếp Cẩm của Cần Thơ hay ngon. Hoặc là các bạn có thể là học được cái món, hoặc là kinh doanh cái món cá kho chí phèo. Chí phèo ở làng Vũ Đại, các bạn không, ở làng Vũ Đại ở Hà Nam á. Thì kho cá theo cái phong cách này cũng ngon, và bạn có thể là bạn làm ra cái loại đó và bạn bán cho nhiều người thích. Hoặc là chả mực Hạ Long rất là nổi tiếng, mình cũng đã từng được những cái bạn ở ngoài đó gửi cho mình những cái món chả mực Hạ Long rồi, ngon, ở Quảng lên đó. Các bạn đó là mình liệt kê ra những cái số vậy đó để các bạn thấy rằng là nội kinh doanh thực phẩm không phục vụ cho cái miệng không, là Tết là các bạn thấy nó phong phú vô cùng, nó vô cùng phong phú. Hồi kia thì mình kinh doanh nem Huế, phải nói là thằng bạn mình nó làm nem Huế rất là ngon. Tết mình cũng kinh doanh, hồi đó thích lắm. Bây giờ thì lớn tuổi cũng làm biếng, nhưng mà cũng háo hức, nên là mới chia sẻ lại các bạn. Bạn mình nó làm nem Huế, bây giờ thì nó khá lắm rồi. Nó có một cái, nó lập ra cả một cái nhà máy ở dưới Hóc Môn á, Hóc Môn, và nó sản xuất theo cái dây chuyền rất là hiện đại, bởi vì cái hàng nó phải xuất đi Mỹ. Bây giờ nó làm hàng nó xuất đi Mỹ, làm không kịp các bạn. Những năm đầu cũng vậy, nó mới ra làm thì làm tại nhà thôi, tự gói nem tại nhà thôi. Nó gồm có nem Huế, nem Huế thì các bạn biết nó ngon. Một cái ký nem nó ba cây, nó chỉ ba cây, rồi chúng ta về chúng ta xắt lát ra, rồi nó làm thêm giò thủ nữa, chả lụa giò thủ, nó làm thêm cái đó nữa, và nó kinh doanh. Các bạn, nó kinh doanh cho tới giờ mười mấy năm, bây giờ nó giàu lắm. Và thị trường nó là giờ nước ngoài, tại vì rất là nhiều Việt kiều về ăn và thích quá và bắt đầu mua, và bây giờ có người nhập hàng qua đó. Tháng nào nó cũng xuất ở công lạnh á, đi qua bên Mỹ. Hàng nó phải làm đạt chuẩn, tại hàng nước ngoài phải đạt chuẩn, các bạn biết. Nó kinh doanh vậy mà giờ nó giàu rồi. Có một bạn ở Đà Nẵng, mình nhớ là bạn Quý Đức ở Đà Nẵng, và năm nay thì bạn về Đà Nẵng hẳn rồi. Hồi kia là bạn còn ở Sài Gòn, thì năm nào bạn cũng vô bạn kinh doanh chả bò Đà Nẵng. Hoặc là cái món ré, món ré của Đà Nẵng rất là tuyệt vời, và năm nào bạn cũng kiếm được một khoản tiền. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Tức là kinh doanh nó là cả một cái hành trình, và nếu mà chúng ta cố gắng trong dịp Tết và kể cả trong dịp khác luôn, nếu chúng ta cố gắng thì cái việc kinh doanh chúng ta nó luôn luôn tốt ra. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã nghe đoạn chia sẻ này, và mình tin rằng các bạn sẽ có những cái ý tưởng hay idea về kinh doanh tốt hơn. Dĩ nhiên là cái đoạn video này mình đang nói chuyên về thực phẩm thôi, mình sẽ có những đoạn video khác mà nói về lĩnh vực khác cũng cho kinh doanh Tết luôn. Một cái đoạn video này đang nói chuyên về thực phẩm thôi, mình không nói những lĩnh vực khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã dành thời gian xem những đoạn video của mình, và các bạn nhớ đăng ký tham gia, bấm, nếu mà các bạn đang xem YouTube thì bạn bấm vào cái nút đăng ký subscribe đó, để các bạn còn theo dõi những đoạn video khác, để khi mình có thì các bạn biết. Bởi vì mục tiêu của mình là mình chia sẻ tới 1.000 đoạn lận, và ở đây thì mới có 180 mấy đoạn thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn có quan tâm gì thì các bạn comment bên dưới,
hoặc các bạn liên hệ qua Facebook của mình để các bạn inbox cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.